Xin chào tất cả các bạn. Kênh của mình hôm nay sẽ thành lập cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Ngài đã dẫn dắt mình và quyến thuộc qua cơn khổ nạn, cũng như mình đã nhận được rất nhiều lợi ích từ Ngài. Vì vậy, mình thành lập cộng đồng Địa Tạng để các bạn cũng có được nhiều lợi ích giống như mình, thậm chí là còn nhiều hơn nữa, phụ thuộc vào sự thành tâm của bạn đối với Ngài. Vào thời mạt Pháp chính là thời của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, Phật Thích Ca Mâu Ni đã ứng chứng trong kinh Địa Tạng và ủy thác cho Ngài giáo hóa cõi Ta Bà sau khi Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Và Địa Tạng Bồ Tát chính là giáo chủ cõi Ta Bà, thay thế Phật Thích Ca Mâu Ni giáo hóa chúng sanh. Trong kinh Địa Tạng, Đức Phật có nói, người thiện nam cùng thiện nữ nhân nào khi thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, cùng nghe kinh và trì danh hiệu, cho đến đọc tụng, dùng hương hoa, đồ ăn, món uống, y phục mà bố thí cúng dường, ngợi khen, chiêm lễ, thời kẻ ấy được 28 điều lợi ích như sau. Những mẫu quà ấn tống của kênh lần này như sau. Mẫu quà 1, Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát ngồi, màu xanh ngọc, cao 17 cm, ly nước pha lê sen hồng thờ cúng đại bi hàng VIP, cao 9 cm, có hộp và một phần quà nhỏ khác bất kỳ do admin sẽ tự lựa chọn. Thay vì chọn tượng màu xanh ngọc, bạn có thể chọn Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát màu vàng đất, hoặc là màu áo đỏ, hoặc là màu trắng ngà, hoặc là màu nhũ vàng. Và mẫu quà 2, tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát đứng, màu áo vàng, cao 30 cm, và một phần quà nhỏ khác bất kỳ admin sẽ tự lựa chọn cho bạn. Phần tượng bạn có thể chọn hoặc là tượng áo màu đỏ, hoặc là tượng Phật áo màu nâu. Và mẫu quà 3, tức là tranh Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát áo đỏ ngồi trên đá hào quang giữa trời, loại lớn 60 x 40 cm, và ly nước lưu ly trắng mờ sen nổi đại bi, đế sen xanh hàng VIP cao 10 cm. Hoặc thay phần tranh Địa Tạng Bồ Tát ngồi bằng tranh Bồ Tát Địa Tạng đứng trên hoa sen giữa trời. Và để nhận được quà, các bạn hãy đọc toàn bộ kinh Địa Tạng Bổn Nguyện và lưu thành file, quay video chính giữa mặt hoặc là quay phía bên hông nếu như bạn không muốn mọi người thấy mặt của mình. Trước mỗi phẩm, trước khi vào nội dung kinh, bạn hãy nhớ thêm vào câu tham gia vào cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Và bạn vui lòng gửi file ghi tên, pháp danh, địa chỉ và số điện thoại đến email kênh nhân quả luân hồi a@gmail.com để mình gửi quà cho các bạn nhé. Và link địa chỉ email mình sẽ để ở dưới kênh. Thêm nữa, các bạn sẽ có những phần quà vô cùng xinh đẹp từ các ấn tống sắp tới của kênh, với điều kiện các bạn phải là thành viên của cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Về sau sẽ có chương trình chia sẻ lý do mà bạn ăn chay, và admin khuyến khích các bạn ăn chay theo thực dưỡng là tốt nhất, cũng như các chương trình chép kinh Địa Tạng, kinh Chiêm Sát, học thuộc lòng kinh Địa Tạng. Các bạn có thể tranh thủ học kinh từ bây giờ, không những được lợi ích không thể nghĩ bàn từ kinh, mà còn nhận được những món quà đáng yêu từ admin nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình ấn tống tiếp theo của kênh nhé. Ha ha ha, buồn sắc mô đi xôi.